Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Xin chúc mừng quý vị, tuổi Tý, Thìn, Ngọ là những con giáp cực may mắn trong tuần 3 tháng 1 năm 2023. Từ ngày 16 tháng 1 đến 22 tháng 1 trong tuần này, các bạn hoan hỷ đón nhận vận tài lộc khởi sắc, công việc hanh thông thuận lợi, vận đào hoa được dịp nở rộ. Nếu đang thầm thương trộm nhớ ai đó thì hãy tận dụng cơ hội để bày tỏ tình cảm. Cơ hội thành công sẽ rất cao đấy nhé. Tuổi Tý, trong tuần này được nhiều các tinh chiếu mệnh đảm bảo cho người tuổi Tý có một nguồn tài chính ổn định, đặc biệt là người làm công ăn lương sẽ được nhận một khoản tiền công, tiền thưởng xứng đáng nếu đã làm việc trong Tết vừa qua. Có thể thấy nếu từ trước đến nay bạn vẫn luôn chi tiêu có kế hoạch thì dù tiền lương cao hay thấp, bạn cũng chẳng bao giờ túng thiếu. Ngoài ra, người làm ăn kinh doanh bắt đầu thu được một khoản lời lãi nhất định từ mối quan hệ đầu tư trước đó. Trong tuần này, bạn cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của cấp trên và bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Vì thế, dù là khi đối diện với khó khăn, bạn cũng không nên sợ hãi hay chùn bước. Hãy mạnh mẽ đối diện, giúp bạn trưởng thành nhanh chóng hơn. Cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn. May mắn là cho tài lộc, bạn sẽ nhận được thu nhập từ tiền lương và có tiền thưởng. Việc bạn dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất, làm việc, tăng năng lực cá nhân đã giúp tăng thu nhập đáng kể trong tuần này. Người tuổi Tý rất nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ, đầu óc kinh doanh táo bạo tạo cho bạn khoản tích lũy không hề nhỏ. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thể hiện giá trị của bản thân, được tăng lương, thăng chức. Số tiền bạn nhận được có thể giúp bạn cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống so với trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí, nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu nhập, giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Tuần này, sức khỏe của người tuổi Tý không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên bạn vẫn cần chú ý đến thể trạng của bản thân, cơ thể dễ suy nhược nếu bạn tiếp tục thức khuya và uống rượu. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh nào đó, hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tuần này. Hãy ra ngoài thay đổi không khí, tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình. Lái xe cần chú ý xảy ra bất trắc. Thời gian này, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống rượu và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể. Vì vậy, tốt hơn hết, bạn nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Hãy xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, đồng thời rèn luyện sức khỏe đều đặn để có một sức khỏe tốt nhất đối diện và giải quyết những vấn đề mà cuộc sống đem đến. Về tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp, đôi lứa yêu nhau cũng đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí tính đến những chuyện xa xôi hơn. Người độc thân có thể thu hút ánh mắt của nhiều người khác giới, người đã có vợ, có chồng về cơ bản có một mái nhà bình yên, dù đôi khi những mâu thuẫn, tranh chấp vẫn có thể xảy ra, nhưng sau mỗi lần như vậy, đôi bên sẽ có cơ hội nhìn nhận lại chính bản thân mình và đối phương để sau đó có cách ứng xử sao cho phù hợp. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn rất linh hoạt khi xử lý công việc, họ không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt được mục đích, giúp công việc đạt hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong công việc, cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an lành. Người tuổi Thìn có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp ở tuần này, bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà bị nhiều người đố kỵ. Trên phương diện tài lộc, bạn dễ phát tài bất ngờ nhờ các trò may rủi, tuy nhiên bạn không nên sống phụ thuộc vào số tiền này, hãy cố gắng làm mọi việc dựa trên công sức của mình. Dù bây giờ có vất vả, nhưng bạn có biết mình là con giáp khổ trước sướng sau. Tuy nhiên, tình hình tài chính của tuổi Thìn trong tuần cũng có nhiều nguy cơ hao hụt do chi tiêu không có kế hoạch và còn cả vì cả tin nên dễ bị người khác lợi dụng. Có những thời điểm bạn tiêu tiền không cần suy nghĩ về tính hiếu thắng của mình. Đây là một thói quen xấu của bạn cần thay đổi càng sớm càng tốt. Tiền bạc kiếm bằng mồ hôi xương máu càng cần phải quý trọng và chi tiêu sao cho hợp lý. Thời gian này tốt nhất không nên tham gia dự án đầu tư bất động sản, tránh những hoạt động đầu tư mạo hiểm, không nên tùy tiện mở rộng thị trường. Các dự án hợp tác cũng nên tìm hiểu kỹ càng về đối tác. Tốt nhất nên duy trì những mối quan hệ lâu năm, đáng tin tưởng, thận trọng với người mới quen biết. Tử vi tình duyên tuần này cho rằng nam mệnh có số đào hoa hơn nếu so sánh với nữ mệnh.
Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình, bạn cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác, chớ nên vì hư vinh hoặc ham vui nhất thời mà làm những hành động gây tổn hại danh tiếng, ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Người đơn thân có thể mở rộng mối quan hệ của mình, quen biết thêm với những đối tượng triển vọng. Trong tuần, gia đình bạn có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến du đi xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên. Tuần này không phải là một tuần thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển, sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Tử vi tuần này cho thấy sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những dấu hiệu rất tích cực. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh và bày tỏ ý kiến của mình. Bạn có thể sẽ mang lại những tác động tích cực, giúp công ty phát triển nhanh chóng và đúng hướng hơn. Người tuổi Ngọ có thể gặp một vài cơ hội làm ăn, nhất là với những người làm đầu tư, tiếp thị. Nếu có cách ứng xử phù hợp, bạn có thể mở rộng mối quan hệ với khách hàng, đối tác của mình, đem lại nhiều lợi ích cho tương lai. Tuy nhiên, cần chú ý sự thăng tiến của bạn có thể khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Hãy chú ý và đề phòng những kẻ tiếp cận mình quá nhiệt tình, thành công đến cũng không hề dễ dàng, thậm chí phải vất vả, lo toan rất nhiều. Tuần này, gia chủ tuổi Ngọ không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc, tài chính có dấu hiệu tăng trưởng tích cực, bản mệnh có thể gặp được những bạn hàng, đối tác triển vọng và đôi bên sẽ cùng chung tay hướng tới một mục đích chung. Người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những bạn làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, tuần này nếu thật sự chăm chỉ thì thu nhập cũng không thể nào ít đi được. Tuy nhiên, cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc, chớ nên quá phóng tay trong việc mua bán đồ dùng hàng ngày. Nếu không, dù tiền lương có tăng cao, bạn cũng ít có được khoản tiết kiệm. Về sức khỏe, tuy không có vấn đề gì quá nghiêm trọng nhưng nếu không chú ý, e rằng bạn vẫn phải đối diện với rất nhiều vấn đề về tiêu hóa, huyết áp, xương khớp, dạ dày, đại tràng. Cố gắng hạn chế sử dụng chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Chuyện tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người đã có vợ, có chồng về cơ bản có một mái nhà yên bình, dù đôi khi những mâu thuẫn, tranh chấp vẫn có thể xảy ra, nhưng mỗi lần như vậy, đôi bên sẽ có cơ hội nhìn nhận lại chính bản thân mình và đối phương, để sau đó sẽ có cách ứng xử sao cho phù hợp. Tuổi Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phủ giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phủ đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 3 con giáp may mắn nhất trong tuần thứ 3 của tháng 1. Quý vị có thuộc một trong những con giáp trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!